Đồng thời đại chúng
sở nguyện thì đang tiếp tục như ý đức để bình an giảm sự tiếp tục tăng long. Phổ nguyện gặp hồi ứng thì siêu cho chú quyền Phật cho học hành tiên linh sức khỏe để vinh vô gì. Như vậy ơn tội vị giác hòa các chiến sĩ cảnh nhân đồng hành mà lúc nào siêu dân lãnh đạo âm siêu dương tại bản giới chúng dân đồng lãnh Phật hòa Nam Mô Cung Chùa Mộ Phật. Nam Mô Cung Chùa Mộ Phật. Nam Mô Cung Chùa Mộ Phật. Ma Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thì chúng ta sẽ sử dụng bằng sáng. Bởi vì đạo tràng chúng ta sẽ thể dụng bằng thể. Bởi vì đạo tràng chúng ta thực hiện phá lục thể cúng hay là một ngày cũng tử là đồng thời để kỳ nguyện để cho các già và các tâm linh về người về nhà để chuẩn bị mời chúng tôi chúc tăng và các thần đồng để luôn thành một số này do một sư cao như vậy đến thượng đạo đơn chúng tôi hòa thượng đã kêu thượng tọa Chư Đại Đức Tăng và kính thưa Chư Phật tử đạo tâm xa chúng tôi gần những vị đạo tràng thì theo tinh thần thống nhất của chúng tôi vào ngày hôm nay ngày 8 là lễ tế pháp xuất gia cho Phật tử tấn tâm linh ở đời trung minh thế gian đạo nghĩa phụ lộc thì là vô cùng quan nghĩ được chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng công quản gian lao công từ phóng nhập đã quan nghĩ về mặt này chứng minh về xuất gia và đồng thời chúng tôi cũng là tán thán tri ân Phật tử đạo tâm cũng như thân mình dưới thuộc của Phật tử Nguyễn Hữu Lộc Thánh Tâm Linh Thượng Nhạc Trung Minh từ thành phố Bến Tre cũng như Phật tử đạo tràng chùa Vạn Phước chùa Vạn Linh chùa Vạn Hoa quý vị sắp xếp mọi sinh hoạt của gia đình kiến trúc thì chú đáo đồng về đạo tràng chùa Giác Quan để tham dự và hỗ trợ để lễ tế pháp xuất gia và cho con em cháu của mình cũng như Phật tử dân tộc chú đệ pháp tử về đây để hỗ trợ để tôi lấy sự gia tố tác của những người đọc tất cả mình và tôi luôn này và hiện giờ này thì quý vị trong nghi lễ chúng ta đã sẵn lát mà những nhân lấy giấy mà phải lên lát cái kế tất bài cái đại lên nội quan đó đi Nam mô Tam Bảo Giám Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đàm Chí Minh. Nam mô Giác Hoa Đường Thượng Chư Lịch Tỳ Tổ Sư Khai Sơn Tầng Từ Truyền Giáo Truyền Giới Già Lâm Thánh Chúng Tát Đàm Chí Minh. Ngưỡng bách trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng hiện diện đạo tràng hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Con là đệ tử Pháp Danh Tấn Tâm Minh, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch với Ngài, chúng con được nghe rằng hơn người khó được, Phật Pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp, minh sư khó gặp. Chúng con được biết rằng trong cuộc sống này đầy những sự vô thường và điều quan trọng nhất được hơn người rất khó. Được trở về với đạo tràng, được gặp với những bậc minh sư để tu tập, để tiến bước trên bước đường giải thoát là một điều càng khó hơn. Bởi vì nhân duyên đó, hôm nay con khát phát khởi lòng xin được xuất gia. Nguyện nhờ ơn đức của quý Ngài từ bi hứa khả
Quang Lâm đạo tràng, chứng minh cho lễ xuất gia chúng con, để cho chúng con được bước vào cửa đạo, noi gót bước Phật mà tiến tu trên bước đường tu học, làm lợi ích cho bản thân, cho tất cả tha nhân, như chư lời của Đức Phật và của chư tổ mười phương đã hằng nhắc nhở. Vào giờ này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đây đầu cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng từ bi, hứa cả quan năm đạo tràng chứng minh cho buổi lễ chúng con được ơn chư công đức. Nam mô Quan Hiệu Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Phật trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng đã từ bi niệm Phật ước cả cầu nguyện cho rồi. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Cơ giác hoa tử tim ma
chư Phật A Tư cũng Phật A Đinh Tăng cũng tụng A đồng thời hát báo con kinh chú ba nguyện cầu nguyện cho lễ xuất gia của Phật A Tư nguyện hữu lộc phát A Dân Thánh A Tâm Minh thành căn nhị thập ngũ thế ngưỡng nguyện chư Phật chư đại Bồ Tát chư đệ tử lân mẫn gián lâm đạo tràng chứng minh công đức cho Phật A Tư Thánh Tâm Minh sau khi xuất gia thành A Đệ Tử của Phật chúng tùng con nguyện chư Phật gia hộ cho Phật A Tư được giới đức trang nghiêm bồ đề đạo cố phiền não đoàn diệt nghiệp chướng tiêu trừ sở nguyện sở cầu như ý nguyện chư Phật Đệ Bồ Tát Hiền Thánh Tăng giáng lâm đạo tràng chứng minh công đức hồi hướng là Phật Na Phát thường toàn chúng sanh nam là nơi chốn chốn sanh con hiền cháu thảo một cách chúng sanh hướng đạo từ bi giải thoát nhà nhà an cư lạc nghiệp hồi hướng là chư Phật Ta Thư phát tâm cúng dường công quá công phu sở nguyện sở cầu như ý giới hương định hương như huệ hương giải thoát thì cái hương quang minh quang đại điển tám giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát ma Thank you.
Chư Tôn Đức Tăng, Đa Đại Nhân Đức Tha Bảo, Thượng Hương, Kép Đức, Chư Tôn Con, Sư Tử Hữu, Đức Gia Môn, Thánh Phủ, Phật Tử, Sa Di Đà Thánh Điện. Thì lễ chứng minh, Thế Pháp Xuất Gia, Tưởng Tăng, Giáo Thế, Chủ Nhiệm Đức, Sơn Cốc, Thọ Đạo, Chùa Pháp Linh, chúng tôi tự giới thiệu đại đức thích Nhật Thánh, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo Liên Huyện Tân Thạnh và thị xã Phước Tường Vĩnh Linh, và cùng chư tôn đức tăng ở đại diện cho các bậc học ở Tiền Giang, Tiền Nghĩa, rồi ở quận Hải Châu, cũng như ở đức sư tôn đức thì hôm nay trước khi vào xuất gia phải lao sư tôn hòa thượng với chư tôn đại đức mời sư cha Phật tử viên sẽ có đôi lời về ý nghĩa cũng như sự rất quan trọng cho sư xuất gia và sư tôn hòa thượng. Xin mời các vị thầy cô giáo và các bạn thân mến, tham hồ ta và tha dù vì mọi mộng chân đức cao như Phật đã thành chứng minh, tôn kính lương bạc hòa thượng hoàng hải chúng ta vì sự giáo hội giáo Việt Nam lên quyền thân mật của xã Phí Tường tỉnh Hưng chứng minh kính bạch thượng tọa thượng đại đại thánh pháp trưởng ban từ đồng ban trị sự giáo lên quyền tâm thành thị xã Phí Tường tỉnh Hưng chủ trì chùa Gia Qua, cái mặt trên tôn đức từ hải quý hàng người phật tử đại lao vì tôn đức chứng minh giờ này xin có đất đai với phật tử huyện Ngũ Lộc cũng như toàn thể quý hàng người phật tử. Theo chương trình thầy sẽ có cái buổi chia sẻ pháp hội đến toàn thể quý hàng người phật tử. Vì thời gian không cho phép, cho nên trước khi chính thức cử hành nghi thức xuất gia thì xin có vài lời để cho Phật tử huyện Ngũ Lộc như toàn thể quý ông Phật tử hiểu được cái nghĩa của xuất gia. Xuất gia có nghĩa là gì? Nếu Phật tức là xuất, có nghĩa là ra khỏi. Gia có nghĩa là nhà, xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà, ra khỏi nhà. Thì truyền thống của Đức Phật khi xưa Ấn Độ không phải chỉ những tu sĩ theo Phật giáo mới đạt xuất gia. Quý vị khi nào nghiên cứu về Ấn Độ là không phải chỉ có đệ tử Đức Phật mới xuất gia, mà các tôn giáo khác cũng sử dụng cái từ xuất gia, tức là ra khỏi cái nhà của mình ở. Mà con từ thế gian mà thường nó giống mình lên nó có đi có sách chúng ta khác không ạ, đó thì gọi là xuất gia, là xuất gia là đi về nhà, nó xuất gia là ra khỏi nhà của mình. Thì họ ngày xưa có rất nhiều tôn giáo mà sử sách ghi lại đó đến gần 100 tôn giáo. Cho nên là hầu hết các tôn giáo đều đi xuất gia. Mà xuất gia của họ như thế nào? Chẳng hạn như là tôn giáo quý vị tự biết là có 4 giai đoạn, có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó, từ 8 tuổi đến 20 tuổi là giai đoạn này những vị theo đạo là cô đó là học tập, học về kinh điển Vệ Đà, học về những cái triết học vô tận. Rồi đến 20 tuổi, trong vòng 8 năm, 20 tuổi trở về lập gia đình, dựng vợ gả chồng, làm ăn, tạo dựng sự nghiệp. Rồi khi mà tầm khoảng chừng 50 tuổi là từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ, từ bỏ con, từ bỏ tất cả tài sản. Nó thì lúc đó là đi xuất gia, nó ra khỏi nhà, từ bỏ. Bắt đầu nghiên cứu tu tập
đến giai đoạn cuối cùng đó là họ đem những cái sở chứng của họ để truyền dạy lại cho mọi người. Đó là cái truyền thống của đạo Phật, cũng có gọi là truyền thống xuất gia. Phật giáo thì cũng sử dụng cái danh từ chung. Ai thì biết là cái danh từ chung sử dụng chung cho các tôn giáo. Nhưng mà cái mục đích xuất gia của các tôn giáo đại độ nó khác nhau. Như thầy vừa nói là có bốn cái đoạn, bốn cái đoạn mà đến giai đoạn già lớn tuổi mới đi xuất gia. Bà Môn năm 60 tuổi đó có vợ, có gia đình, có sự nghiệp, mới đi xuất gia. Thì đi xuất gia lúc đó là các vị thấy như thế nào? Lớn tuổi rồi không ạ? Lớn tuổi đi xuất gia như vậy thì bất động, thương khổ. Thế nên trong Phật giáo, Đức Phật cũng sử dụng cái từ xuất gia. Nhưng mà cho tất cả mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Hai vị biết là hồi nay xuất gia tôi có tuổi không? Xuất gia vào lúc 7 tuổi. Khi Đức Phật trở về thăm vua Tự Tại và thành các vị Lão Đệ, lúc đó là La Hầu La xuất gia chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Và có thể nói là La Hầu La là vị sa di nhỏ tuổi nhất trong giáo đoàn của Phật giáo. Mà Đức Phật không phải là bổn sư, mà Đức Phật giao lại cho tôn giả là có thế độ cho La Hầu La. Rồi sau này là ngài A Nan cũng tuổi 18 xuất gia. Rồi sau này có nhiều vị cũng lớn tuổi xuất gia. Thế nên trong Phật giáo là mọi lứa tuổi đều có thể xuất gia, không phải là đến cái tuổi già hay là cái tuổi trung niên. Xuất gia trong Phật giáo có nghĩa là gì? Có ba cái nghĩa. Trước tiên là thầy yêu cầu đó là chú khổ lập con bên đây là phải nhớ xuất gia là có ba cái nghĩa. Thứ nhất đó là xuất thế tổ gia. Nguyên thượng cũng nhớ không ạ? Xuất thế tổ gia có nghĩa là gì? Ra khỏi nhà thế tục. Bây giờ nhà thế tục làm gì mình phải ra khỏi? Nhà thế tục đây là chỉ cho gia đình với Phật tử. Chỉ cho gia đình, chỉ cho những người chúng ta sống chung trong một gia đình, mà trong cái gia đình Phật học gọi là nhà thế tục. Tại sao chúng ta phải xa lìa cái nhà này? Nghe có nhiều cái gia đình thấy cũng rất là tốt, nghe rất là tốt. Nhưng mà ra khỏi nhà này là sao các vị? Người với cái cuộc sống thế tục thì thường mình bỏ mắt con tay đó là các vị tất bật là gì? Cuộc sống thế tục là còn bị gia viên ràng buộc. Bây giờ lớn lên thì giờ đã giàu. Mà bởi vì thành lập gia đình xong rồi có làm gì? Có còn có con xong rồi làm gì? Vợ chồng phải lo đi làm ăn rồi kiếm tiền để làm gì? Nuôi con, nuôi con cho con ăn học rồi làm gì nữa? Lớn lên những vợ ra chồng. Rồi bây giờ khi mà con rồi cháu chúng ta lớn lên thì sao nữa? Tiếp tục lo nuôi. Cho nên thời đại công nghệ 4.0, cái ngày xưa thì mấy vị lớn tuổi còn khỏe rồi. Nhưng bây giờ đó, ở cái khu như thầy đó là bây giờ người già rụt rịch, bây giờ hết chăm con xong chăm gì? Chăm cháu. Nhà thế tộc thì nhiều khi nó còn nhiều cái vấn đề vướng mắc. Vướng mắc cho nên là xuất gia ra khỏi những cái vướng mắc của cuộc đời. Thì hạn giờ quý vị có gia đình phải không? Hạn giờ tạo con tạo cái nó bị bỏ. Nó bỏ như vậy có cái gì không ạ? Là người xuất gia là người từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu sống không gia đình tức là gì? Không có sự ràng buộc, không có sự ràng buộc. Ta nên là ra khỏi nhà thế tục để làm gì? Chúng ta có đầy đủ điều kiện để làm gì? Truyền bá Phật pháp, phụng sự cho cuộc đời. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai tức là ra sức phiền não gia. Cái thứ nhất là sức thế độ không ạ? Thứ hai là sức phiền não. Sức phiền não tức là gì? Ra khỏi những cái phiền não. Vậy
Dạ, có bị phiền não không? Dễ đạt đúng không? À, phiền não là những cái gì? Khi ta rối rắm, à, chúng ta khó chịu thì đó là nảy sinh phiền não. À, chẳng hạn giờ đi chán đi chùa có người đi không biết gì hết là mắng chúng ta. À, mắng chúng ta thì đó là chúng ta không có biết tu là phiền não thì không là một câu thì chúng ta nói lại mấy câu, hai câu đó nó đã không phải hơn. Cho nên phiền não là nhà tu là chúng ta tập để diệt trừ những cái phiền não. Những phiền não là gì? Căn bản mà Đức Phật dạy là gì? Tam học mà ba không đánh rất là đọc. Thứ nhất là gì? Tham. Thứ hai là gì? Sân. Thứ ba là gì? Đó là si. Để tu tập làm sao chúng ta diệt trừ ba cái phiền não căn bản thì lúc đó mới có được cái lợi của sự nghiệp. À, lợi của sự nghiệp. Cái thứ ba đó là sức tam giới ra, tức là ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là hiện tại chúng ta đang sống ở tại cõi dục. À, cõi dục thì xuất gia để học tập giáo lý của Đức Phật. Học tập lời dạy của Đức Phật phải làm gì? Để chuyển hóa những phiền não. Ta chuyển hóa những phiền não. Để làm gì các vị? Để chúng ta được an lạc, được hạnh phúc, được gì? Được giải thoát. À, được giải thoát. Mà nếu mà tròn được cái nghĩa như vậy thì xem như chúng ta đã hoàn thành cái mục đích đúng đắn của một người sinh ra. À, thì thầy ơi, nó có ba loại xuất gia. À, có ba loại xuất gia. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tâm chúng ta là xuất gia mà thân chưa xuất gia. Này, cái này là biết không ạ? À, thì giờ cái là chỉ những vị cư sĩ dở ra ngoài. À, tâm đã hướng về chùa. À, nhưng mà còn một số gia duyên đặc thù chưa có thể chưa có thể thoát đi được. Không ạ, à, nên là nhiều khi là tâm chúng ta đã là người xuất gia mà thân thì vẫn là hình tướng người tu sĩ. À, hình tướng người tu sĩ. Rồi thứ hai, đó là thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. À, có nhiều vị bây giờ đó là phát tâm cạo tóc xuất gia nhưng mà tâm chưa có ý niệm xuất gia. Đây là chỉ những hạng người nào các vị. À, cái hạng giờ thấy trong chùa thầy này sung sướng quá đi. Không hả? Sung sướng quá cho nên giờ ở nhà nghèo khổ quá. Nó xin vô để xuất gia làm gì các vị? Học máy luôn. Hả? Mượn chiếc áo nhà tu để làm gì? Để tu thân. À, rồi vào đây là có một vài chỗ là có rất nhiều. Ngoài khổ bây giờ vô thấy cái này dễ không? Ra ra đường bây giờ các vị thấy đó là có nhiều vị mà sinh ăn đó. Tức thực á, đa số giờ giả không các vị. Bây giờ tôi giáo hội là không cho tức thực nữa. Những người nào tức thực là những người đó là giả trong tu sĩ. Đó giả trong tu sĩ. Không có tu gì hết mặc chiếc áo. Cho nên các vị thấy là Đức Phật chúng ta là có lúc vô lượng không ạ. Mặc cái áo của Ngài là sinh là tâm cho. Cho nên có những vị đó là tâm chưa xuất gia mà chỉ vào chùa để mà kiếm miếng cơm ăn áo thì không có lợi gì. Không lợi gì. Và trường hợp thứ ba đó là gì? Thân và tâm đều xuất gia. Cho nên đó là thầy mong muốn rằng Phật tử à, tâm linh hãy làm sao mà phải thứ nhất là thân mình phải xuất gia, thành đầu tròn áo lưu của người tu sĩ Phật giáo và tâm cũng phải là xuất gia của mình. Xuất gia, quý vị biết là xuất gia vô không phải là sung sướng như người đời tưởng, nó thời mái vậy nè, giống như là quân đội thôi, quân đội. Thấy mà, đó là quý vị thứ ba này là quý vị vậy. À, rồi 4 giờ là công phu. Công phu xuống thì cũng phải quét dọn lau chùi chùa thiền là 6 giờ cơm
năm là 6 giờ lên nha. Nếu học sơ cấp của bạn đó là 7 giờ học. À 7 giờ học tới 10 giờ rưỡi. Xong xuống Phú Ngọ. Phú Ngọ xong ăn qua đường. Nếu trong 10 ngã thì đi kinh hành. À, chiều tiếp tục học. 4 giờ học thu. Hoặc là nghỉ ngơi xong là 6 giờ đến 7 giờ cùng đồng. Sau đó là ngồi thiền học tập 10 giờ kinh nghiệm. À, cái thời khóa tu học rất là dài. Cho nên chỉ những người nào chính thức phát tâm xuất gia mới theo được các thời khóa này. Chứ quý vị mà vô mà không phải xuất gia đâu, mà thân xuất gia hoặc tâm xuất gia thì không thể nào mà hành trì được hết các thời khóa cũng nhiều. Vì thế nhân cái buổi lễ sinh ra này thay mặt cho vị vị tôn đức chứng minh có vài lời nói với Phật tử Tâm Minh cũng gia cùng gia toàn thể quý thành và Phật tử để hiểu được cái nghĩa sinh ra về này. Chúng con làm chứng rằng ông tỉnh vị vị tôn đức sẽ chính thức cử hành nghi thức sinh ra gia Phật. Thank you.
Nam